số 1 và câu số 5 là quan trọng nhất. Câu số 1 đó là các sai lầm trong bình án sở liệu. Số 1 là sai option, số 2 là sai thực sự. Thì trước ta đã làm kỹ luật. Hôm nay ta nói tới câu số 5. Câu số 5 thì có 3 câu hỏi khó trong nằm trong câu số 5. Đó là associated symptom là gì? Accommodated symptom là gì? Câu số 2 trong câu số 5 đó là underlying disease là gì? Comorbidity là gì? Và câu số một cái yếu tố khó nữa trong câu số 5 đó là stone burden là gì? Như vậy, để giải thích cái đơn giản như bạn ngữ của mình giải thích là associated symptom là bệnh đó nó gây ra các triệu chứng đó. Còn accommodated symptom là một cái bệnh gì khác, nó gây nên một triệu chứng đó. Nhưng bệnh nhân lại có hai bệnh cùng song hành thì cái đó ta gọi là accommodated symptom. Khi đã nói tới underlying disease rồi thì các bạn cũng không biết chưa luôn. Underlying disease là comorbidity. Hồi nãy bạn đó mình nhầm. Bạn đó nói rằng underlying disease là một cái bệnh nền có sẵn từ trước, ví dụ như bệnh nhân bị tăng huyết áp. Không phải. Underlying disease là cái bệnh làm cho bệnh nhân nhập viện kỳ này. Chứ không phải underlying disease là một cái bệnh bệnh nhân có sẵn. Bởi vì nếu các bạn giải thích rằng underlying disease là một bệnh có sẵn từ trước, ví dụ như tăng huyết áp, thì ta sẽ kẹt. Comorbidity ta sẽ bị kẹt. Thì các bạn đã bất thường của comorbidity rồi. Cái đó gọi là giải thích. Underline disease là một cái bệnh có sẵn từ lâu, nhưng mà cái bệnh đó làm cho bệnh nhân nhập viện kỳ này. Ví dụ như bệnh nhân bị suy thận do tiểu đường, thì cái tiểu đường đó là underline disease của cái suy thận. Và bệnh nhân vào viện kỳ này để chạy thận nhân tạo, nhưng mà đó là hậu quả của cái tiểu đường. Trong trường hợp đó tiểu đường là underline disease. Còn comorbidity là bệnh nhân vào bệnh viện vì một bệnh gì đó, và trong quá trình làm cận lâm sàng người ta phát hiện ra bệnh nhân có một bệnh khác nữa. Tới đây chúng ta sẽ gặp một tình huống rất là khó, đó là một bệnh nhân bị một cái sỏi cúc máu ung thư nhân quản, cái thể bệnh nước độ 3, và khi vào viện người ta chụp phim phổi người ta phát hiện ra bệnh nhân bị đa phổi. Sau khi chụp CT người ta phát hiện ra là đường tiết niệu bị tổn thương rất nặng do lao, và sỏi này là một sỏi tự phát. Cái gọi đó là secondary sclerodialysis. Trong trường hợp này thì đề thi sẽ là một cái số liệu này tổng với lao phổi. A, đây là bệnh underlying disease. B, đây là bệnh comorbidity. Thì đáp án sẽ là A. Bởi vì cái underlying disease có 5 năm, 10 năm, 20 năm trước là cái lao phổi, và làm cho tổng thương đường tiết niệu, và vì đây cũng nhân vào vì sỏi đường tiết niệu. Nhưng mà đó là hậu quả của lao phổi. Do đó trong trường hợp này người ta sẽ ưu tiên mổ nội soi hoặc mổ mở cắt bỏ toàn bộ những tổn thương lao tạo thành lại đường tiết niệu tại trung tâm và phải điều trị tốt trước mổ 1-2 tháng điều trị lao ổn. Sau khi mổ xong điều trị tiếp lao cho ổn 4 tháng đến 6 tháng đến 5 tháng nữa. Còn nếu một cái đề thi giống hệt như vậy, đó là một bệnh nhân bị sỏi điều quản cũng nói với trẻ thận cơ quan cộng với những cái đồ hay thứ mất cơ tim. A, đây là vấn đề làm gì là B, đây là cô mới được đến thì đã bán sẽ là B. Như vậy các bạn thấy đây là một cái đề rất là dễ dễ đó vì khả năng sai quá cao, các bạn sẽ không thể nào biết được nhanh, mặc dù ai đúng hay sai, ai đúng hay sai gì đó tôi biết. Một cái đề ai đúng hay sai là một đề rất dễ dễ đó vì 50-50, khả năng đúng là 50, khả năng sai là 50. Nhưng những đề này là những đề chết. Bây giờ ta đi tiếp tục cái hình đó, còn nhìn một người đàn ông 70 tuổi vào bệnh viện, người bị đái tháo đường, và khi làm đầy đủ các cận sàng thì phát hiện ra là có một viên sỏi bằng quanh 2 cm, bên đây có một cái tiền tiết 48, và còn nhìn kỹ đây là tụ muối, người hơi mong tay lắm. Người ta gọi một sỏi này là secondary sclerodialysis. Có nghĩa là đây là cục sỏi thứ hai. Cái cục sỏi vẫn là bạn ưu tiên một, nhưng chúng tôi đề được đặt ra là cắt rút nội soi tiền đình tiết hay không lại là một cân nhắc. Khuyên hướng chung nếu bệnh nhân khỏe mạnh, ăn ra hai và sex còn tốt, người ta chỉ lấy sỏi thôi. Còn nếu bệnh nhân lại ăn ra ba
nó sẽ hút và không còn sex hoặc không còn sex thì người ta vừa lấy sỏi vừa cắt bóng người thân để tử cung. Vì người ta cân nhắc giữa cái chuyện là chấp nhận cắt bóng luôn để không bị sỏi nữa nhưng mà mất sex, thì đối với con người khi người ta có một cái mức sống tương đối gọi là trên mức trung bình, trung túc dư dả thì cái sex là rất là quan trọng. Không có nghĩa là mấy người nghèo sex không quan trọng. Cho tới giờ này ta chưa biết nghèo với giàu nào sex nhiều hơn. Ở dưới quê nghèo quá không biết làm gì, ở ngoài mỗi cánh tôi buồn cái là sex. Ngược lại ở thành phố đủ thứ trò chơi cho nó karaoke hoài, 9-10 giờ đêm nó mới chưa chịu ngủ nữa. Cho nên có khi nó lại ít sex hơn. Cho nên sex hơn cũng là vượt mà không phải ta đã nói là rất là phức tạp. Chúng ta dừng lại đây.